Monkey BB.
Đi dậy rồi à? Dậy làm em múc tay đấy hả? Em đi dậy đi đâu rồi? Hả? Em đi lại chạy đi đâu rồi? Em đi chạy đi đâu rồi chị? Mấy giờ rồi? Trời nắng không? Em đi lại ngủ lại trước rồi là gọi em ở đây đi đâu rồi? Nhanh đi kìa. Bi, cái xe ra đấy làm gì đây? Ai là chuột của chị à? Đó nha. Để trước chạy ra đấy à? Để xíu chị ra nhá. Bi, để trước chạy ra đấy là chuột ăn rồi đấy. Không giống chị với em đi thì đã nè. Để em đi ra đấy ăn nhá. Ừ. Chị to chưa mà em đi chạy ra đấy thấy. Ồ, đi hái được nhiều thế. Như chuột lớn chưa? Anh giỏi quá. Chị ơi, anh đi hái được nhiều dưa chuột chưa? Toàn quả to này. Trốn không ngủ để đi ra đây đấy à? Đấy. Dưa chuột to chưa? Đấy, em đi giỏi không Ti? Đi ra ngoài này xem có còn quả nào không để chị hái nốt vào nhá. Không nó to quá nó già mất à? Đi ra đây nào, ra đi. Mấy chị em mình đi nào. Đi. Ừ. Đi trong vườn cây chỗ nào với chị nào. Đi. Hình như ở đây có một cây này. Đi nha, chị cho xem đi nào. Hỏi quả nào đi. Vì phát hiện ra ở đấy có một quả à Vi. Ồ, Vi giỏi quá. Đi nhìn nhanh hết cả chị rồi. Đấy, thấy không? Đi thấy Vi giỏi không? Đây có một quả hả? Chị hái nha. Rồi, Vi giỏi quá. Còn không? Cái này nó bé quá. Chị em con nó lớn mình hái nha. Vi về chạy đâu rồi đấy hả? Đừng với. Bên này nhiều chưa? Bên này có quả nào không Bi? Bên này bên có cái nào? Chị tìm giúp chị chỗ đấy nha. Chị tìm bên này. Con Bi. Đấy có không Bi? Chị lại gọi chị à? Ở đấy có quả nào không? Để chị lại xem nhá. Ở đây có một quả này. Để chị hái vào ăn nhá. Ôi, cái quả dưa này ngon ghê. Nào Bi lại đây nào. Bi giỏi quá. Tìm được nhiều dưa ghê luôn ý. Kia cũng có mấy quả nhưng mà đang nhỏ kìa, chắc là mai bếp hái rồi đấy đi ạ. Thôi mình đi vào nhá. Ở chị rửa cho hai đứa ăn nhá. Rồi, ngày thu hoạch được nhiều quá. Đi thôi. Đi vào nhá. Rồi, thế để chị đường xe cho Bi nào. Chào nhá. Đây để chị lên nào. Đấy, người ơi, chiến lợi phẩm của anh Bi này. Hôm nay anh Bi dậy sớm ra vườn đi thu hoạch dưa hộ chị này. Chắc là biết là nhiều dưa rồi không vác được nên lại kéo xe đi đúng không Bi? Hai anh em ở đây ngoan nhá, để chị đi rửa dưa nhá. Mọi người ơi, mình sẽ đi rửa dưa cho Bi và Titi ăn nhá. Mọi người cùng đợi thưởng thức với chị em mình nhá. Thank you.
Sửa cho uống nhá. Giờ cứ em Ti chưa ăn được nên em Ti phải uống sữa thôi nhỉ. Em Ti lớn đi xíu nữa rồi em Ti ăn nhá. Em Ti ăn hết chưa? Ăn hết đi rồi chị lấy sữa nhá. Ti có tự cảm ứng được chưa? Em Ti giỏi quá nhỉ. Tự cầm được bình uống rồi đấy mọi người. Uống hết sữa này. Hết rồi chị ạ. Hết rồi. Rồi nha. Rồi rồi. Rồi bây giờ em đi ngồi chơi nha. Chị cho em đi uống sữa rồi chị ăn nữa nha. Chị ngoan lắm. Chị ăn đi. Em ăn chị lấy sữa nha. Chị ăn nè. Dô nào, dô nào, dô. Ăn luôn của chị hả? Đây, đi chị ăn cái chuột thôi. Rồi, ăn hết đi rồi uống sữa nha. Đi ăn đi. Để chị cắt lại nha. Chị ăn ngoài nha. Chị ăn ngoài đi ạ. Chị ăn cái ngoài này. Đấy, chị thích ăn cái này cho một canh. Ngon. Chị giỏi lắm nha. Bây giờ tốt không đây này, không? Em đi uống sữa no rồi ngồi im không? Em đi này, em đi no rồi này. Bên này em lại học múc tay rồi đây này. Đi không múc tay nhá. Đi lấy tay ra đi đi. Đấy, bên này lại học múc tay rồi. Đi không múc tay này nhá. Đi ngồi ngoan chơi này. No rồi ngồi ngoan chơi nhá. Đợi anh ăn xong rồi anh ra anh chơi với Ti. Đi ăn đi Bi. Để chị cắt nữa nhá. Đi ăn cái này hả? Dưa ngon lắm mọi người ạ. Nhà tự trồng nên là dưa sạch mà giòn ngon lắm. Đấy. Anh Bi hôm nay thông minh quá nhỉ, dậy sớm. Anh Bi thấy ngoài vườn có dưa à? Chạy ra vườn lấy hả? Giỏi quá nhỉ. Mình phải theo dõi
video của gia đình Bibi và Titi. Mọi người có thấy Bibi và Titi đang lớn lên và trưởng thành từng ngày không mọi người? Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video nha. Mọi người hãy like và chia sẻ video để cùng mình và ba chăm sóc Bibi và Titi mỗi ngày nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.